Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc Phật. Dạ con kính thưa thầy Thích Mật Hạnh. Dạ, kính thưa ban tổ chức. Dạ kính thưa các quý tăng ni và các Phật tử gần xa. Con tên Nguyễn Mộng Hùng. Sinh năm 1975. Con ở thành phố. Hôm nay con chia nhân ngày tưởng niệm của thầy Thích Thông Lạc. Con xin chia sẻ cái nhân duyên mà con gặp được chánh pháp. Thì nhờ cái chánh pháp này mà con chuyển được nghiệp của con hoàn toàn. Dạ kính thưa mọi người, tại vì cuộc đời của con từ nhỏ đã dính vào tệ nạn lúc từ nhỏ lận, lưu manh giang hồ. Tại vì nhỏ con ở quận tư mà, lưu manh giang hồ ma tí, cho nên cuộc đời của con trải dài với tội lỗi. Cho tới năm 43 tuổi á, thì con mới tình cờ lụm được, con đi bỏ rác á, tình cờ lụm được mấy quyển sách của Đường Về Số Phật của thầy Thích Thông Lạc á, ai bỏ cho nóng rác á. Con thấy mấy cuốn sách này có màu con ngộ, con lụm về. Bắt đầu con nghiên cứu, cái đầu con đọc được một đoạn. Để con thấy sao ông thầy này ông nói sao ngược lại với chùa gì hết vậy ta, mà sao mình nghiệm lại là chính xác ra nha, lại logic nữa. Cho nên là bắt đầu con mới lên mạng tìm hiểu. Con nghe hết bộ 10 quyển 10 tập Đường Về Sư Phật. Nó tự nhiên không biết cái trước con có tu không mà con ngộ ra hết tất cả luôn. Con ngộ ra mọi vấn đề luôn. Tự nhiên cái con thờ thần thánh từ trước ra sao, con dọn xuống hết, con đập bỏ hết. Là cái vấn đề mê tín là con dẹp rồi đó. Tự nhiên cái con không còn tham danh tham lợi nữa. Tự nhiên con sống, con đối xử nhân thế theo cái kiểu đạo đức làm người á. Đây là con đường thật sự, có phương pháp tu tập đàng hoàng. Cho nên con xác định đây là đạo Phật. Đạo Phật đã mất gốc mấy ngàn năm mà nhờ thầy Thích Thông Lạc dựng lại chánh pháp. Cho nên hôm nay con lên đây để con tri ân thầy Thích Thông Lạc. Tại nhờ thầy mà con giác ngộ, con có chuyển được cuộc đời con. Với con ngày xưa là thằng vô liên sĩ, vô đạo đức, giang hồ, tổ chức bảo kê, rồi con giang hồ số má ở thành phố á, bảo kê cho dai, rồi đi kèo đòi nợ thuê nợ mướn như cái gì tù tội mấy phá luôn. Nhưng mà về tánh nào tật nấy à, càng lớn tuổi nó càng lại bành trướng hơn nữa. Tới khi mà con lượm được Đường Về Thế Phật, con mới thay đổi. Ngày xưa con là thằng vô liên sĩ, vô đạo đức, mà bây giờ con lại là thằng có liên sĩ, có đạo đức. Mà cái người mà có đạo đức, có liên sĩ á, đạo đức thật nha, đạo đức thật á, thì mình sẽ từ bỏ được tệ nạn đó. Cái nghiệp mà giang hồ lưu manh rồi đó, với ma tí á, con bứng gốc con dục mất tiêu rồi. Nó không còn chi phối được tâm con nữa. Tại vì con đạo đức thật. Người có đạo đức không bao giờ làm chuyện vô ích đó. Tại con không ăn nói được như người ta, có sao nói vậy à, có gì mọi người cũng bỏ qua giùm con. Với phần cuối con cũng mong xã hội mình ai cũng có may mắn gặp chánh pháp như con. Thầy Thích Thông Lạc rất là thuyết phục. Những cái lời giảng của thầy có thể chuyển cái tâm tánh của một người. Cái nghiệp của con là từ nhỏ đến lớn tới 43 tuổi lận á. Thì cái xì ke con chích vô hả? Con chích không phải vô máu đâu mà vô tới tỷ luôn rồi. Mà giờ dục mất tiêu rồi, nó không còn tác dụng với con nữa. Bởi vậy nước Việt Nam mình may mắn rồi gặp được thầy Thích Thông Lạc diễn là chánh pháp. Cho nên con mong mỏi xã hội này ai cũng sống đạo đức giống như con vậy, thì không có cần tới công an. Tại đâu có ai phạm pháp đâu, đâu có ai phạm pháp đâu, có công an làm gì, đúng không? Dạ con xin cảm ơn, con xin hết ạ.